Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc ngày 5 tháng 8 công chiếu cảnh lính biệt kích vũ trang nước này lướt ván trượt chạy bằng điện trong một cuộc tập trận chiến đấu. Lực lượng đặc nhiệm Trung Quốc trình diễn lướt ván điện phản lực và nhiều phương tiện khác trong một cuộc tập trận bắn đạn thật tại Học viện Bộ binh Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây vào ngày 5 tháng 8, nhân dịp kỷ niệm 97 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Trong đoạn phim, một số binh sĩ thuộc biệt đội Giao Long, một đơn vị tinh nhuệ trực thuộc Hải quân Trung Quốc, đã xuất hiện với hình ảnh đang lướt ván phản lực trong một hồ nước và trên sân vườn đầy cỏ. Sau khi phát hiện mục tiêu, binh sĩ bỏ lại ván trượt và tiến hành nhắm bắn đối tượng trong một tòa nhà. Trong quá trình này, các lính biệt kích cũng tiến hành phóng nhiều chiếc máy bay không người lái, tức UAV, có cánh như chim đại bàng trên bầu trời. Cuối cùng, cả nhóm binh sĩ tập hợp lại và lái xe bán tải rời khỏi hiện trường. Trong khuôn khổ tập trận, các binh sĩ cũng phô diễn việc sử dụng loại ba lô phản lực không thấm nước tương tự loại được thủy quân lục chiến Anh thử nghiệm, một UAV giám sát 4 cánh quạt và một UAV điều khiển từ xa có thể xé toạc mục tiêu bằng giấy. Theo Business Insider, hiện nay, xe điện cá nhân bắt đầu xuất hiện trên tiền tuyến ở các vùng chiến sự, dù không được các quân đội lớn khác sử dụng rộng rãi. Các trang tin quân sự Nga gần đây đưa tin rằng quân đội Nga đã sử dụng xe tay ga điện để di chuyển giữa các vị trí trên tiền tuyến Ukraine, đồng thời tránh bị UAV phát hiện. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.